Đỗ Thanh xin được kính chào quý khán giả của đài truyền hình VHN TV. Nếu xem qua quang cảnh của anh Mai Tiến Dũng đang gửi đến quý khán thính giả thì quý vị cứ nghĩ là Đỗ Thanh đang có mặt tại một nơi triển lãm tranh ảnh thế giới. Nhưng không, đây là khuôn viên của một mái ấm gia đình của chị Mai Trang mà anh Mai Tiến Dũng và Đỗ Thanh vừa đáp chuyến bay đến Tennessee để ghi nhận những hình ảnh này rất là đặc biệt để gửi đến quý khán thính giả. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý khán giả, trước mặt quý vị là chủ nhân của ngôi nhà mà chúng tôi thiết nghĩ là có trên cả hàng trăm tấm tranh nhiều loại khác nhau, nhiều kỳ quan của thế giới cũng được thu gọn trong mái ấm gia đình này. Chào chị Mai Trang. Chào anh Đỗ Thanh, chào khán giả. Đây cũng là một điều mà Đỗ Thanh nghĩ là ngay cả anh Mai Tiến Dũng và Đỗ Thanh cũng lấy làm rất là thích thú khi mà vào cái khuôn viên của gia đình mình. Thì ở ngoài trời quý vị biết là giọt mưa vẫn tí tách, nhưng mà vào đây thấy một cái không khí rất là ấm cúng. Hơn thế nữa là chúng tôi vừa được một tách cà phê thơm, rất là thơm. Cảm ơn chị Mai Trang rất nhiều. Sở thích mà collect những tấm tranh này là khởi sự từ khi nào thưa chị? Trang theo... collect theo ba mẹ nuôi người Mỹ từ nhỏ và bà nội. Gia đình thường hay đi auction ở Âu Châu, khắp nơi. Có những bức tranh nổi tiếng hay là những bức tranh mà gia đình thích thì Trang đi theo và học hỏi. Tính đến bây giờ là chị đã collect được cũng khá nhiều những bức tranh khắp mọi nơi, cũng không thiếu những bức tranh đồng quê Việt Nam trong tư gia của mình, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Bên cạnh đó thì kính thưa quý khán thính giả, khi mà vào một tư gia nào đó mà nhìn thấy những bức tranh, cách trang trí nội thất, thì cái đó nó có phần nào làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng đi, vơi bớt đi sau những giờ làm việc đua tranh với cuộc sống, về lại nhà mình cảm thấy một cái không gian, một thế giới riêng biệt cho mình hay không thưa chị? Khi trang trí trong muốn lúc nào cũng ước giống như là một museum, viện bảo tàng. Thế cho nên Trang về nhà Trang trang trí theo kiểu Trang thích. Thì những bức tranh đều có ý nghĩa và cũng đều có kỷ niệm. Đều có từng kỷ niệm thì về nhà làm việc mệt mỏi. Release stress thì Trang thường thường hay uống cà phê hay trà và ngắm tranh một mình. Đây là một thú rất là tao nhã. Khi nói về những bức tranh được treo trên tường ngày hôm nay mà anh Mai Tiến Dũng và Đỗ Thanh đang chia sẻ với quý khán thính giả đang theo dõi chương trình trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Úc Châu, thì người họa sĩ nào đã có những nét vẽ mà làm cho tâm hồn của chị rung động nhiều nhất? Người họa sĩ mà Trang thường rung động là của Renoir. Mà Trang có một vài bức tranh mà mẹ, bà nội mất, bà nội để lại bức tranh nho nhỏ. Thì Trang để ở nhà thì bức tranh đó có kỷ niệm khi bà nội mất, bà nội để lại. Có đôi lần chị chia sẻ với anh em nghệ sĩ thì chị sống với ba mẹ nuôi là người Mỹ, đúng không ạ? Và những cái sở thích đó của ba mẹ nuôi nó có một phần nào làm cho chị thấm nhuần từ thời còn thơ, đúng ha? Cho đến bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời quý khán thính giả cùng rảo bước quanh căn nhà mà chúng tôi nghĩ là cơn mưa ngoài trời dẫu có lạnh cách mấy đi chăng nữa thì cũng làm cái không khí rất là ấm cúng khi chúng ta nhìn thấy được những cảnh quan rất đẹp, những quán cà phê của Paris, tháp Eiffel, Saint-Louis, hay là đi đến một cái viện bảo tàng nào đó. Và chắc chắn bây giờ những hình ảnh đó sẽ gửi đến quý khán thính giả qua màn ảnh sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi với anh em chúng tôi.
Đây là tấm tranh, quý vị nhìn kỹ, anh Mai Tiến Dũng đang chia sẻ hình ảnh là Kiss, tức là hôn nhau, của ông Klim, là một trong những người họa sĩ rất là nổi tiếng. Mà quý vị thấy là khi mà có được tấm tranh này thì Mai Trang cũng đã sưu tầm quyển sách để chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và những tấm tranh rất là nổi tiếng do chính người họa sĩ Klim vẽ ra trong nhiều thập niên vừa qua, thưa quý vị. Bức tranh mà anh Mai Tiến Dũng đang gửi đến quý khán thính giả là cảnh của một viện bảo tàng nổi tiếng của ở tại Paris mà Mai Trang đã sưu tầm đem về đây. Quý vị nhìn thấy ngay cả cái frame, cái khung của bức tranh cũng có một cái gì đó mà làm cho nếu quý khán thính giả là những người hiếu kỳ về tranh ảnh cũng cảm thấy rất là ưng ý, bởi vì nó có một cái gì đó cổ xưa. Ngay cả cái màu sắc chọn lựa nó cũng hòa hợp với cái màu vẽ của bức tranh. Rồi bên cạnh đây là Launcher of the Boarding Party. Đây cũng là một bức tranh sơn dầu rất là đẹp. Và đó là một trong những bức tranh mà Mai Trang rất là thích của nhà họa sĩ Renoir. Vâng. Và bức tranh này ông đã vẽ từ năm 1881, Oil on Canvas, thưa quý vị. Đó, quý vị thấy quyển sách có lại ghi lại những cái tấm tranh mà nổi tiếng mà ông đã vẽ trong thời gian vừa qua, Renoir. Và đây là quyển sách mà ghi lại tất cả những cái bức tranh đẹp mà ông đã gửi đến trong giới thưởng ngoạn trong thời gian vừa qua, thưa quý vị. Mỗi một bức tranh nó đều có xuất xứ của nó và có sách để chúng ta tìm hiểu thêm. Một trong những nhà họa sĩ rất là nổi tiếng của Pháp đó là ông Van Gogh. Ông đã vẽ một bức tranh từ Café Terrace vào tháng 9 năm 1888, Oil on Canvas, là một tấm tranh rất là nổi tiếng. Quý vị nhìn thấy một góc phố Paris, một cái quán cà phê rất là thơ mộng, mà chúng tôi cũng nhận thấy ở đây cũng có một bức tranh rất là đẹp, và ngay cả cái frame cũng là một trong những điều mà làm cho Đỗ Thanh rất là thích thú, là bởi vì nó rất là matching cái màu đối với cái tấm tranh của ông Van Gogh, một tấm tranh rất là nổi tiếng khi nói về giới sành điệu tranh ảnh, thì hầu như mọi người đều biết đến cái tài nghệ của ông. Và ông vì quá đam mê nghệ thuật và sau này thì ông bị lên cơn điên, thưa quý vị. Đó là những cuộc đời của những người họa sĩ, có những cái thảm cảnh phía sau mà làm cho những người thưởng ngoạn, nếu mà chia sẻ sâu thêm thì họ sẽ chia sẻ từng cái nét mực, cái ngòi bút để chuyển tải tâm sự của mình qua những cái tác phẩm nghệ thuật gửi đến hậu thế, thưa quý vị. Wow, thật là cảm động khi mà nhìn và chia sẻ cái nghệ thuật của những tấm tranh trong tư gia của chị Mai Trang. Nó từ một góc phòng, ngay cả cái tủ cũng thấy một cái gì đó mà rất là lạ. Đây là cái bustier, cái áo đầm bustier và chân rừng. Wow. Cái tủ và cái này em kiếm lâu lắm mới được. Wow. Và ngay cả những cách trang trí ở trên tường, từ những cái lọ bình hoa cũng thấy là quý vị thấy một cái góc phòng rất là trang nhã, cũng matching từ cái tủ rồi ở trên những cái áo của người phụ nữ mà được chuyển tải qua những cái lọ hoa, còn bức tranh trên tường, cái đó là cái sketch của Valentino từ Pháp, đó là chỉ là cái sketch hồi đó ông vẽ và em mua lại cái nhận trong museum và về phanh lại. Dạ. Quý khán thính giả vừa chia sẻ những sắc thái rất riêng biệt của từng họa sĩ và từ đó đã làm cho mái ấm gia đình này ở một thế giới nào đó riêng biệt. Bên cạnh đó thì Mai Trang đã có được một cái bộ sưu tầm mà hầu như nếu quý khán thính giả nào yêu mến nghệ thuật về tranh ảnh cũng cảm thấy là qua một cái thế giới nào đó mà mình cần khám phá hơn. Mai Trang có tổ chức một chương trình nào gọi là triển lãm tranh để chia sẻ với giới thưởng ngoạn ở tại vùng Tennessee này chưa?
Thế anh có Trang hay thường thường tổ chức art show giữa lại tranh sơn dầu European art thì thường thường hay tổ chức rồi uống rượu rồi giống như là nghe nhạc rồi người ta đến người ta thích auction. Mọi người thì thích thường thường đa số là họ cũng biết về bức tranh, câu chuyện của bức tranh nhưng mà triển lãm vậy nhưng mà nhiều khi tiếc không dám tiếc trang triển lãm vậy đó nhưng mà người ta muốn mua đôi khi muốn bán rồi lại tiếc rồi lại mang về Tức là sau khi mà auction được rồi lại đổi ý kiến, muốn đổi mang trở về lại. mang về tại có Đúng. nhiều cái tại nó có nhiều kỷ niệm với lại có nhiều cái Thật nó sự thì nghệ thuật vô giá. Đúng không ạ? dạ vâng Vâng. Kính thưa quý khán thính giả, bởi vì ngay cả anh em nghệ sĩ cũng vậy. Khi thực hiện một nhạc phẩm nào đó, hay là một cái món trang sức, hay là một dĩa nhạc, một album về nghệ thuật, thì chúng ta nghĩ là khi mình thích rồi thì bao nhiêu cái phần tài chánh nó cũng không có thể mà bù đắp, hay là có thể chia sẻ được cái sở thích và cái giá trị của nghệ thuật đó. Đúng không ạ? Thật sự thưa quý khán thính giả, vào trong căn nhà này phải cảm ơn Mai Trang rất là nhiều, bởi vì khám phá ra ở những khía cạnh nghệ thuật khác nhau mà đối với anh em nghệ sĩ thì thật sự đây là một điều rất là lý thú để chia sẻ cùng với quý khán thính giả. Đẹp quá. Wow. Rồi một hình ảnh mà làm cho ngay cả anh Mai Tiến Dũng và Đỗ Thanh cũng rất là thích và ngạc nhiên. Đây là tượng Đức Mẹ Sầu Bi, và tượng này bức tranh này tranh tranh sơn dầu vẽ tượng hình Đức Mẹ Sầu Bi ở Tây Ban Nha. Chia sẻ chút xíu ạ. Bức tranh này em thỉnh thỉnh về rất là quý và có em đã cho nhà thờ mượn để mà trưng làm một chương trình thính phòng và oversize bức tranh rất là bự Wow. cho nên vâng em Mà delivery từ Tây Ban Nha về cũng là một điều rất là kỹ, là bởi vì những tranh sơn dầu như thế này nếu chỉ cần chạm mà bị sơ suất chút xíu thôi thì sẽ làm cho bức tranh bị trầy và mất đi cái rất lâu, 3 da. tháng mới tới 3 tháng. và Wow. tiền mà shipping cũng rất mắc nhưng mà thật sự là vẽ rất là tinh khôi và rất Vâng. đẹp và em rất thích tại vì sáng nào phòng em đi ra ngay Đức Mẹ đây em cảm thấy sự an lành Là ấm cúng. Và vâng mọi khía cạnh đều thấy một gốc nghệ thuật trong đó. Chúng tôi đang đi dần tới phòng mà Mai Trang đã chuẩn bị cho anh em nghệ sĩ ở. Wow. Buổi sáng mà nội bước ra khỏi phòng xong nhìn thấy những cái tấm ảnh nghệ thuật như thế này thì hầu như chúng ta cảm thấy là wow, ấm cúng vô cùng. Tuyệt vời ha. Tôi thành thích cái frame này quá. frame này em cũng thích tại vì nó có một cái tí cổ kính. Wow, bức tranh này nội nhìn thấy cái frame không mà Đỗ Thanh cũng đã cảm thấy một cái sự cổ xưa ở trên đó, và cái nhã của màu tranh với cái frame nó làm cho chúng ta thấy một cái sự matching ở trong đó. Đây là cảnh đẹp của ở Có ý. của Ý. Mai Trang đã đến Ý nhiều lần rồi chưa? Vâng, quý khán thính giả đang chia sẻ những góc cạnh nghệ thuật của khuôn viên mái ấm gia đình của Mai Trang, mà bây giờ lại là mái ấm gia đình của rất đông anh chị em nghệ sĩ. Đến Tennessee là chắc chắn phải ghé đây rồi đúng không ạ? Thăm trang và thăm chân. Thăm Trang và Tranh. Còn đây là cảnh của một style vàng ở Ý mà tranh sơn dầu mà modern bây giờ là không có đóng khung có nhiều Cái mà để canvas và những mà người trẻ bây giờ thì người ta không có thích cái có khung họ muốn
như vậy. Mỗi một cái thời đại đều có một cái style riêng, và cảm thấy là cái sự hòa hợp giữa cổ xưa và tân ở trong cái khuôn viên của mái ấm gia đình này. Ngay cái đồng hồ quý vị nhìn thấy không, nó có một cái gì đó làm cho người ta thấy là có một cái chiều sâu hả? Paris hả? Bất chợt chúng tôi nhìn thấy một hình ảnh của đám trẻ làng bên cạnh thầy đồ, là một hình ảnh rất là cổ truyền Việt Nam. À, trong khán phòng này, tranh này theo cái vật liệu đã vẽ bằng gì? Hand paint on silk, là tay on lụa. Vẽ tay on lụa. Wow. Em rất là thích, tại vì em lúc mà còn nhỏ mà em rời Việt Nam, em có ấn tượng là trong mấy cái bao lì xì có mấy hình vâng, rồi em phải tìm cho bằng được, mà rất là nhiều người muốn bức tranh đó mà em không, dạ, em không muốn giữ lại trong phòng thôi đúng không ạ? Đây cái hình của những chú voi. Cái hình này là anh nói đó 100 năm rồi đó. Hình này là 100 năm rồi đó hả? Nội em để lại, bà nội em, rồi trước đó rồi của bà cố, và bức tranh em không hiểu biết nhiều nhưng mà bà nội em có đó đã lâu. Bên cạnh đó thì ở trong căn nhà này chúng tôi còn thấy một điều mà chúng tôi thích thú hơn nữa, đó là nói về cái sự collect của Mai Trang về đồ cổ. Chuyện đó như thế nào? Em rất mê đồ cổ. Hồi còn nhỏ mới qua Mỹ thì được bà nội dạy tiếng Anh. Thường thường là dạy, thường thường bà nội hay bà nội người Mỹ dạy tiếng Anh, rồi cứ thường thường cứ dạy những vật đồ cổ lịch sử, rồi trở thành một cái đam mê. Và khi em thích đó, mỗi lần bà nội mà đi mua, đi mấy tiệm đồ cổ thì thường thường hay đi theo, rồi bà dạy. Rồi sau này bà mất thì bà có cho em một vài món, và sau đó em tiếp tục em đồ cổ trong căn nhà này thật sự thì cũng hơi mở một cái hoạt chút xíu, là giá trị về năm tháng đó, thì vật gì gọi là lâu nhất mà là quý, mà theo như Mai Trang nghĩ là ở ngoài rất là khó để có thể tìm thấy được? Có hai món mà em thích nhất là ở trước cái chỗ fireplace của em, là cái một cái iron rod, iron mà lâu đời, là em là 1529. Wow. Dạ, và em cứ thích, tại vì mỗi ngày về là lúc nào em ngồi em ngắm cái đấy, và also có cái một bức em auction cái đó ở bên Florida thì vâng, thì cái đó 1859. Dạ. Thì bây giờ chắc có lẽ là mời quý khán thính giả cùng chiêm ngưỡng hai món gọi là đồ cổ và là báu vật đúng không ạ? Trong tư gia của Mai Trang, để quý khán thính giả cũng thấy được thêm cái giá trị về nghệ thuật và sự đam mê khát khao về tranh ảnh, nghệ thuật và đồ cổ tại nơi này. Và chắc có lẽ đây là một trong ngôi nhà mà có 102 ở tại vùng Tennessee này đúng không ạ? Lạ. Xin kính mời quý vị cùng chia sẻ qua hình ảnh sau đây. Sau khi chia sẻ và thưởng thức những nét đẹp về tranh ảnh, về đồ cổ trong tư gia của Mai Trang, là một người bạn mà anh em nghệ sĩ rất là quý mến, điều mà làm cho mọi người cũng hơi thắc mắc là thường thường những người sưu tầm đồ cổ hay có một cái chiều sâu về tranh ảnh mà như quý khán thính giả vừa chia sẻ thì tuổi cũng cỡ như là ngũ tuần hay là rất là thâm cao niên, mà không hiểu tại sao với cái lứa tuổi của Mai Trang mà đã đam mê những cái sở thích của quý cụ cao niên từ khi mình còn rất là trẻ. Em nghĩ chắc em phải sanh vào thời Renaissance, thời xưa. Tại vì em rất là mê những cái gì về lịch sử, về thời xưa. Thật sự cái đó nó cũng phải bắt nguồn từ một cái kiến thức nào đó, bởi vì khi mình giới thiệu sản phẩm về những bức tranh, mình cũng phải nói với giới thưởng ngoạn là ồ, bức tranh đó nó có ảnh hưởng về chiều sâu, về ý nghĩa, về lịch sử như thế nào. Thì cái đó nó có qua một cái trường lớp nào, hay là một cái ngành nghề, một cái career nào mà Mai Trang đã có được ở học trường hay không? Dạ, có. Em ra trường đại học thì em về học về
ra trường Bachelor of Science về Fashion Merchandising và International Business. Và kế đó em về Art. Vâng, cho nên em học và sưu tầm, rất là thích sưu tầm về Art. Vâng. Em ra trường năm 94, ra trường đại học năm 94. Dạ, vâng. Bắt đầu là sưu tầm và trading những bức tranh. Có lẽ là sau hơn 10 năm thì bây giờ, nếu mà để lấy lại cái câu hồi nãy là bây giờ là Mai Trang đã giàu lắm rồi đúng không ạ? Em không dám nói mà tại vì đam mê cho nên không chịu bán, cứ giữ lại thì nó là vâng. Nhưng mà bên cạnh đó thì hồi nãy ngay cả anh Mai Tiến Dũng vào trong nhà cũng thấy một cái điều lạ hơn nữa là không phải chỉ những bức tranh mà quý vị biết là cách thiết kế trong nhà này thì toàn cho Mai Trang 100% là từ treo trên tường theo đúng ý của mình. Và điều mà ngạc nhiên nữa là những cái jewelry cũng được cô design khá là độc đáo, mỹ thuật, để tạo thành những đôi bông, những cái art, những cái sợi dây chuyền rất là đẹp bằng những loại đá quý, cẩm thạch, vân vân. Dạ vâng, dạ đúng. Điều đó thì em cũng từ trường lớp. Từ trường lớp em học design thiết kế. Những cái vật liệu đó thì thường thì mình đã có hay là mua ở tại nơi nào, hay là cách chọn lựa của em ra sao? Thường em hay đi mấy cái show và em mua có một số thì ở bên Brazil lên. Vâng, rồi một số cẩm thạch thì có một người bạn ở bên Miến Điện có trade với em. Với cái ốc tinh vi và cách nhìn rất là nghệ thuật của một người về art thì ngay cả một cái viên đá vô tri người ta cũng có thể tạo nên một cái gì đó mà nó có sức hút và có cái hồn, người ta thổi một cái hồn vào trong những cái vật vô tri đó. Và điều đó Đỗ Thanh cũng khám phá ở ngay trong tư gia của Mai Trang. Chia sẻ về những cái ý kiến táo bạo này. Mấy cái lọ anh mới nhắc đó là mấy cái chai, cái bottle. Thường thường là bạn em hay uống rượu xong em giữ lại cái chai, em thiết kế lên trở thành một cái candle holder. Và trong đó em dùng đá rất là quý, em dùng mã não và cẩm thạch. Em nắn giống như nó gọi clay, mà cái loại cái chất đó là của Brazilian. Giống như hồi xưa mình nặn đất sét vậy đó. Vâng, nhưng mà nó lạ hơn một tí. Rồi em thiết kế ra những cái hình trở thành cái mặt của người hoặc là cái hoa, cái bông. Và em đã bán được một số là em bỏ vô tại có nhiều người thích và nhìn như vậy nhưng mà rất là quý và làm rất công phu, có 102 và được em được chọn để một vài lọ trong viện bảo tàng ở đây. Wow. Vâng, dạ. Yeah. Kính thưa quý khán thính giả, qua những giây phút vừa qua thì chắc chắn anh Mai Tiến Dũng và Đỗ Thanh đã đem đến cho quý vị một hình ảnh rất là mới trong chương trình Phóng sự Cộng đồng, để quý vị có thể thấy được rằng trong cộng đồng người Việt Nam xa quê hương và mỗi người định cư rải rác khắp mọi nơi, mỗi người đều có một cái sở thích khác nhau, nhưng trong tâm hồn của họ vẫn mãi là một cái gì đó để đời sống này phong phú hóa và đẹp hơn về tinh thần, về con người. Và ngay cả anh em chị em nghệ sĩ cũng vậy. Thì anh Mai Tiến Dũng và Đỗ Thanh cảm ơn Mai Trang rất là nhiều đã tiếp đãi hai anh em rất là thân tình, đi xa mà được quý khán thính giả thương mến như thế này thì quả thật là đi về lại VSN TV thì anh em lại càng làm việc nỗ lực hơn để không có phụ lòng thương mến của quý khán thính giả. Lời cuối thì Mai Trang muốn nhắn gửi lời gì với những người yêu mến tranh nghệ thuật và chia sẻ đôi nét nhân cơ hội mình gặp gỡ với quý vị đang theo dõi chương trình khắp mọi nơi hôm nay. Trước hết, cảm ơn anh Đỗ Thanh, anh Mai Tiến Dũng đã ghé nhà Trang chơi. Và Trang cũng cảm ơn khán giả của đài. Anh nhắn nhủ những gì thì là nếu mà đam mê, nếu có gì mình thích cứ làm. Wow. Nếu có thể làm được cứ làm. Bắt nguồn buổi sáng từ một ly cà phê thơm ngát và rồi anh em lại chia sẻ về những bức tranh nghệ thuật, những vật cổ và rồi hình ảnh quê hương lại hiện về trong những bức tranh đó. Chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình nơi đây và kính mời quý vị nhớ đón xem phần 2 để cùng với Mai Trang, anh Mai Tiến Dũng đến để viếng thăm một người nghệ sĩ rất tài hoa của Hoa Kỳ, để đến thăm phần 1 của ông và chia sẻ đôi nét trong sự nghiệp cầm ca, đó là danh tài Elvis Presley, trong chương trình kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón xem. Xin kính chào tạm biệt.